Dạ vâng ạ. À, em Hằng xin chào đại gia đình. Hôm nay thì em lại muốn giới thiệu với cả nhà trên kênh của âm thanh Khánh Hằng Hà Nội. Thì hôm nay thì em giới thiệu qua một bộ test này, là một bộ em test được bộ ghép này cho cả nhà. Đôi loa là Diatone SS600 và một bộ combo là một gồm một cái cáp be của Biller 6800 mắc đôi, và một cái âm ly là 6800 mắc đôi, và một cái tua lơ là 6800 mắc đôi. Cả bộ này thì là 15 triệu quay đầu cả bộ luôn ạ, cả đôi loa và cả một bộ combo. Anh em có thể liên hệ cho em Hằng qua số điện thoại của bên âm thanh cơ sở 1 Khánh Hằng Hà Nội. Số điện thoại của em 0912572434, em ở 19 ngõ Trần Câu Vân, Chợ Rời, phố Huế, Hà Nội ạ. Em Hằng thì rút tầm này thì mới quay được. Em quay tại ở cửa hàng rất là bận, cho nên là rất là ầm. Cả nhà có thể đeo tai nghe và giúp em Hằng nhé. Và qua một cái đĩa của Mạnh Đình rất là hay ạ. Thì cả nhà có thể chia sẻ bài và giúp em Hằng thì nếu thấy hay và yêu quý em Hằng nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay thì em quay test một bộ này. Ngoài ra thì em Hằng còn rất là nhiều hàng hôm nay mới về. Ví dụ những cái bộ hàng như thế này, bộ loa đấy, đây là bộ Diatone Onkyo 66RX này, rất là đẹp luôn này. Thì em đây là hơi tối quá thì cả nhà có thể em sẽ chụp riêng và sẽ đăng cho cả nhà. Hôm nay thì về rất là đẹp. Đây là 66 á, đây là Onkyo nhé. Đây là một đôi Onkyo, hai đôi ạ, Onkyo, rất là đẹp, hoàn hảo, tăng đầy đủ, hàng zin nguyên bản, vâng ạ. Và ngoài ra thì có những cái bộ rất là hay, cả nhà có thể liên hệ cho em Hằng qua số điện thoại em Hằng của bên âm thanh Khánh Hằng cơ sở 1 và Equine, hàng vẫn còn rất là nhiều, thế cho nên là cả nhà có thể liên hệ cho em Hằng qua cái số điện thoại em Hằng vừa với bên shop Khánh Hằng, đầu giải mã cũng vậy nhé. Và những cái bộ tủ đài rất là hay, cả nhà có thể liên hệ cho em. Bây giờ em bật cái đĩa này cho cả nhà. Mạnh Đình qua cái ma răng là 6006, có giá là 4,5 triệu. Cả nhà có thể liên hệ cho em Hằng. Em Hằng đang bật cái này là em Hằng cho qua cái này là làm bát nhé. Bên này sông, bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên riêng, xa người yêu mà sẽ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân núi, có sàn thiên lý, có người tôi thương.
làng tôi đây bao năm dài chinh chiến từng lũy tre muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16 cưới rồi đành xa nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non ai ra đi mà không từng bên rìn xa người yêu mà dễ mấy ai vui em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ này anh lính chiến người bạn pháo binh mẹ tôi tóc xương từng đêm rót cho khéo nhé kẹo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi có sàn thiên lý có người tôi thương. Nhà tôi ở cuối chân đồi có sàn thiên lý có nhà tôi ở cuối chân đồi có dàn thiên lý có số điện thoại 0912572434 á, em ở 19 ngõ Trần Câu Vân, chợ Rời, phố Huế, Hà Nội á. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.